Hello, xin chào mọi người. Tối hôm nay em đã trở lại. Bản qua cũng hai tuần lễ vừa qua em cũng bận việc công việc và cũng chưa có thời gian lên những clip để gửi đến cho mọi người, gửi đến bà con cô bác gần xa. Và hôm nay em đã công việc nói chung là cũng cơ bản đã hoàn thành, thì em bắt đầu vào cuồng công việc. Và hàng đêm sẽ gửi lên cho mọi người những clip về những sản phẩm của dòng gốm Lấy Thiêu, gốm Biên Hòa, gốm Nam Bộ và những câu chuyện hay xung quanh về gốm sứ cũng như là những đồ sưu tập của cha ông xưa. Và hôm nay tiếp tục series một dòng cổ vật, thì em hôm nay xin gửi đến cho các bác những bảo vật của vua chúa thời Nguyễn. Đó, thì sau khi đánh lật đổ được nhà Tây Sơn thì nhà Nguyễn lên ngôi. Trước mặt các bác đây chính là những con ấn, những con dấu mà rất là quan trọng trong triều đại phong kiến. Các bác khi xem phim thấy là một con ấn, con dấu này là cực kỳ quan trọng, phải bảo vệ bằng tất cả tính mạng cũng như là viên đất nước, chỉ có thuộc một con dấu này thôi. Thì con dấu càng đẹp thì được sự đẳng cấp của quốc gia đó. Và trước mắt các bác đây là những đồng tiền thời nhà Nguyễn. Trong cộng đồng chơi tiền, sưu tập tiền cũng rất là sôi nổi. Tiếp theo, đó thì bây giờ em sẽ quay những hiện vật thời Nguyễn từ thế kỷ 19 đến giữa thế kỷ 20 để rồi các bác cùng hình dung, cũng như là bác nào trong gia đình mình, bà con cô bác mình có những vật dụng như vậy, thì em xin chúc mừng các bác là sở hữu được những món đồ rất là đẹp, giá trị và mang tính sưu tầm cao. Thì bây giờ em sẽ quay sơ qua để các bác hình dung cũng như là có cái nhìn tổng quan về những vật dụng. Đó, trước mắt các bác là 6 cái muỗng bằng đồng. Chứ ngày xưa là muỗng là muỗng, muỗng vừa là dùng để trang canh, để múc cơm mà vẫn còn để là trang trí nữa. Đó, tiếp theo là cái khay trà càng ốc. Dùng để đựng chầu câu rồi bình trà, rất là hay. Càng ốc xà cừ, khi mà bạn đem đèn chiếu vào nó ánh xà cừ lên rất đẹp. Bây giờ thì cái xà cừ nữa là con ốc là ốc từ cừ này nó đã khai sát kiệt quệ rồi, nên cái ốc bây giờ không bao giờ đẹp được những con ốc như hồi xưa. Bởi vậy thì những cái món đồ xưa, đồ quế xưa thì nói mới là mang giá trị sưu tầm cao và đáng sưu tầm. Trước mắt các bác là bảng phân chia chính quyền, phân chia về mấy đề cai trị. Đó, ví dụ đồn điền này, lực lượng chính là dân nghèo và tội phạm. Thời xưa thì những vua chúa, chỉ nhân vật vua chúa có những món đồ sinh ra thì chỉ phục vụ cho vua chúa thôi, thường dân thì không được xài. Đó, ai mà xài thì có thể phạm tội phi quân, phạm tội. Đó, bởi vậy chứ không phải như bây giờ bác nào được quen biết em, được bữa nào thấy có chút tiền giữ trong túi thế là alo là có một vác ngay về nhà. Thế hồi xưa là các bác có tiền cũng không có mua được, cũng không được xài, bởi vì đồ của quan lại một cái vua mà xài là bị phạm tội. Đó, bây giờ là thời kỳ rất là cởi mở. Trước mắt các bác làm những cuốn sách bằng đồng, những di chỉ bằng đồng, ghi lại những điều quan trọng. Đó, viết lên giấy thì 1-200 năm sau nền mực nó phai màu, dách nó rách đi. Thế nhưng viết trên bằng đồng, bằng kim loại thì mãi mãi trường tồn thời gian, trừ khi nào mà sắc
xếp nó mòn thì khá là lâu. Đó, và bây giờ là đến cái khu vực mà gốm sứ mà các bác rất là thích nè. Những cái đồ nội phủ, đồ vua chúa, đó, chuẩn đồ. Các bác có thể nhìn sơ qua và cùng theo dõi. Một bầu trời kỷ niệm đúng không bác? À, bầu trời bác nào nhà nhà có muốn đỏ đỏ, có xanh xanh trắng trắng thì chắc nhìn rất là thích. À, thì bây giờ công việc em đã cũng ổn định rồi. Bây giờ thì mai mốt nữa em sẽ bắt đầu bán hàng lại. Thì bác nào có duyên cũng như là xem được những cái viết đầu tiên thì giá cực kỳ hữu nghị. À, lỗ cũng bán luôn, chơi luôn. À, để cho cái sự mọi sự đó nó may mắn, đầu xuôi đuôi lọt để rồi tiếp tục được giao lưu với mọi người trên toàn quốc. Đó, trước mắt các bác là lấy những cái dĩa nha bác. À, mặc dù nó không đẹp bằng gốm Trung Hoa nhưng nó vẫn mang cái nét gì của người Việt đẹp đó. Đặc biệt cái bình này quá đẹp luôn. Tục này những cái bình thuộc dòng gốm mang rạng béo gốm Bắc Bộ đây, những bình gốm cây mai. À, bình này thì lúc trước em cũng đã giới thiệu sơ cho các bác rồi, quá đẳng cấp, hoàng vàng bảo tủ. Đây, nó có ché rượu này mà để ở nhà thì rồi rồi, quá đẹp. Đó, thì em cũng có một cặp. Đó, thì bác nào có duyên, có điều kiện thì giao lưu. Hàng của em thì thuộc hàng gốm Biên Hoàng, người ta thấy cái mẫu mã này đẹp quá thì có người thợ mới là về phỏng dựng theo. À, được cũng được 8, 9, 10 so với cái phiên bản gốc. À, đây là những cái vật dụng đĩa này, vẽ phục thủy, sơn thủy. Đây là cái ống nhổ này. À, tiếp theo là bộ áo choàng, áo bào, long bào của ông vua. À, mà cái này chắc vừa toát là vẻ đẹp trai. À, chắc mà nhưng chắc cũng khá là nóng. Đây là cái chung, cái giống như là cái cái này giống như để cái khánh á, cái khánh để đánh vô để báo hiệu cái gì đó. Tiếp theo là những cái vũ khí xô sơ của thời được nhập từ nước ngoài về. Đó, thì vừa kết hợp giữa súng, vừa dao, kiếm. Đó, thì cũng cái tiết cũng đã dài. Thì em xin cảm ơn các bác đã luôn theo dõi, đồng hành. Và kênh YouTube của em đã hiện nay là được trên 150 người đăng ký rồi. Em thật sự rất là vui mừng. Và kết thúc clip hôm nay, em xin chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ, tràn đầy hạnh phúc bên người thân và gia đình. Em xin chân thành tạm biệt, cảm ơn và hẹn gặp lại.